Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si tim để xông hương. Mặt bàn sẽ vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước và bề cao hai thước. Bàn thờ sẽ có bốn sừng ló ra. Ngươi hãy bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng. Còn tứ vi chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi hai bên, hãy làm hai cái khoen bằng vàng để xỏ đòn dùng đặng khiêng. Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si tim bọc vàng. Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bản chứng, đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn sẽ xông hương tại nơi đó, và lúc chiều tối khi A-rôn thắp đèn cũng sẽ xông hương. Ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời. Trên bàn thờ này chớ xông hương lạ, hoặc dân của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết. Nhưng trải qua các đời, mỗi năm một lần, A-rôn sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên sừng bàn thờ này, đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là một việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng, khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siết lơ, tùy siết lơ của nơi thánh, cân nặng 20 gera. Vậy, nửa siết lơ tức là của dân cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên sẽ dâng của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dâng của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siết lơ. Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc. Ấy là một kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe nữa rằng, ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì, họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lễ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người, trải qua các đời. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược nước 500 siết lơ, hương nhục quế phân nửa số đó tức là 250, hương xương bồ 250, quế bì 500, đều theo siết lơ nơi thánh và một hin dầu olive. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn, lấy sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ xông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Israel rằng, về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe nữa rằng, hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương cùng thanh nhũ hương mỗi thứ bằng nhau, theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột,
rồi để trước hòm bản chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi. Về phần các ngươi, hương này sẽ là một vật rất thánh. Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương này. Ấy là một vật ngươi nên biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê nữa rằng: Này, ta đã kêu tên Bê-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. Đây, ta lại cho một người phụ việc tên là Oholiab, con trai của Ahisamạc trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi, là hội mạc, hòm bản chứng, nắp thi ân ở trên hòm cùng đồ dùng trong hội mạc, bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ dân của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng, áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ, dầu sức và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel. Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 Ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Mô-xê tại núi Sinai, bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Chương 32. Dân sự thấy Mô-xê ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước mặt chúng tôi đi, vì về phần Mô-xê này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và của lễ thụ ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xê rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dân của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xê rằng: Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Mô-xê bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai Cập? Sao để cho người Ai Cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa
mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình. Đoạn, Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng. Hai bản chứng đó có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân có tiếng chiến đấu. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa bèn nổi giận, liệng hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? A-rôn đáp rằng: Xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng tôi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng: Ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi bỏ vào lửa và bởi đó thành ra bò con này. Vả, Môi-se thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến nỗi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch. Thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se. Trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Vả, Môi-se đã truyền rằng: Ngày nay, mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Ngày mai Môi-se nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất trọng. Xong, bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng? Vậy, Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng. Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ. Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ hãy đi dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hình phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hình phạt dân sự là vậy, vì dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra. Thi Thiên 28. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài. Hỡi hòn đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi. Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng? Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Ngài, xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, song trong lòng lại có gian tà. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi.
Đức Giê-hô-va là sức lực và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ. Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài. Cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Chương 52. Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy. Thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp. Vì rầy về sau, kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi dậy, vũ bụi bặm đi và ngồi lên. Hỡi con gái Si-ôn là kẻ phu tù, hãy cởi trói nơi cổ ngươi. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi đã bị bán nhưng không, cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: xưa kia dân ta xuống Ai Cập đặng trú ngụ, song người Assyri vô cớ mà hà hiếp nó. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta làm gì đây? Vì dân ta đã vô cớ bị đày đi. Đức Giê-hô-va phán: những kẻ cai trị nó cất tiếng vang la cả ngày, nói phạm đến danh ta không thôi. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta. Thật trong ngày đó nó sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng: này ta đây. Những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Tiếng những kẻ canh của ngươi, họ cất tiếng cùng nhau hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi giọng hát mừng chung rập, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi nước, mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình. Vả, các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau gìn giữ ngươi. Này, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, dấy lên và rất cao trọng. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ. Mặt mày người xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Thì cũng vậy, người sẽ vãi rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. Chương 53. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?
người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắc với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chương 54. Hỡi kẻ son sẻ không sinh đẻ kia hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sinh nở, hãy hát sướng reo mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ, vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang quá bụa. Vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Điều đó cũng như nước luộc về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước luộc của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa và cũng không trách phạt ngươi. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi. Này, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xếp ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. Này, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng. Và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.